Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Bảy ngày 2 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây giá lợn hơi tại tỉnh Điện Biên đang có xu hướng giảm. Hiện giá lợn hơi xuất chuồng trung bình được người dân bán từ 48 đến 50.000 đồng trên kg. Đối với lợn mà người dân vùng cao nuôi có giá bán cao hơn ở mức 52 đến 53.000 đồng trên kg. Tuy nhiên, mức giá này hiện nay đã giảm từ 3 đến 5.000 đồng trên kg so với thời điểm trước. Giá lợn hơi giảm trong khi giá thức ăn chăn nuôi vẫn tăng mạnh. Cùng với đó, tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, khiến người chăn nuôi đối mặt với rất nhiều khó khăn. Trong chương trình Thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ phản ánh nội dung này. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Sáng nay tại xã Nong Luống, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Điện Biên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng thao trường khu vực hướng Tây quân khu 2. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên, tổng diện tích dự kiến cần giải phóng mặt bằng theo quyết định số 3180 ngày 6 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án xây dựng thao trường khu vực hướng Tây quân khu 2 là trên 215 ha. Trong đó, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên đã nhận được hồ sơ đo đạc quy chủ với diện tích trên 46 ha nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án. Còn gần 170 ha còn lại hiện nay chưa có hồ sơ đo đạc quy chủ. Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên đã ban hành 103 quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án của 101 hộ gia đình cá nhân và Ủy ban nhân dân hai xã Nong Luống, Thanh Yên với tổng diện tích thu hồi trên 38 ha. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án với tổng số tiền trên 86 tỷ đồng. Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đơn vị chủ đầu tư dự án đang hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với diện tích gần 70 ha. Hiện nay, hồ sơ thủ tục chuyển đổi đang được các bộ ngành trung ương thẩm định. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, dự án xây dựng thao trường khu vực hướng Tây quân khu 2 là một trong những dự án trọng điểm. Dự án này sẽ giúp tỉnh Điện Biên thực hiện việc di rời khu thao trường huấn luyện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn 82, tạo quỹ đất hiện hữu cho tỉnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo quy hoạch. Do đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung thực hiện đẩy nhanh tiến độ dự án, phấn đấu chậm nhất đến cuối năm 2022 sẽ hoàn thành việc di chuyển thao trường huấn luyện đến địa điểm mới và bàn giao mặt bằng thao trường huấn luyện cũ cho tỉnh để thực hiện quản lý và sử dụng theo quy hoạch đã phê duyệt. Để thực hiện được mục tiêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên tiếp tục xây dựng lập phương án để bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên diện tích còn lại khoảng 10 ha, thống nhất phê duyệt bổ sung nội dung xây dựng điểm tái định cư nằm trong phương án giải phóng mặt bằng để giải quyết nhu cầu đất ở cho các hộ và giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện khu tái định cư. Đối với 100 ha rừng còn lại trong tổng diện tích trên 215 ha, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hoàn tất các thủ tục giao lại cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý và bảo vệ. Đối với diện tích gần 70 ha rừng đang thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương hoàn tất thủ tục trình Chính phủ phê duyệt. Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, với trách nhiệm là đơn vị chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tiếp tục hoàn thiện công tác đo đạc quy chủ, xây dựng kế hoạch di chuyển cụ thể để khi bàn giao mặt bằng vùng lõi là phải triển khai ngay việc xây dựng di chuyển thao trường về địa điểm mới. Chiều nay, Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra báo cáo dự thảo nghị quyết trước khi trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự phiên thẩm tra có đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại phiên họp, các đại biểu đã xem xét, thảo luận và cho ý kiến vào các dự thảo nghị quyết, bao gồm dự thảo nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu điều hành dự toán 6 tháng cuối năm 2022, dự thảo nghị quyết quy định mức chi thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, dự thảo nghị quyết quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ đối ứng ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Điện Biên phủ đến năm 2045,
dự thảo nghị quyết về quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng khoản phí, lệ phí. Dự thảo nghị quyết bãi bỏ nghị quyết 389/2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định chính sách khuyến công. Báo cáo thẩm tra nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐ-NG thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh. Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Bên cạnh việc nhất trí cao về các nội dung trong các dự thảo nghị quyết, đại biểu cũng đóng góp các ý kiến thảo luận, chỉ ra một số nội dung cần bổ sung sửa đổi vào các dự thảo, bao gồm kiến nghị UBND tỉnh tập trung công tác lãnh đạo chỉ đạo nhằm đạt mục tiêu giải ngân nguồn vốn đầu tư công đã được điều chỉnh trong giai đoạn tới. Đồng thời đề nghị chỉnh sửa bổ sung làm rõ một số nội dung của các điều trong dự thảo nghị quyết. Thưa quý vị và các đồng chí, 6 tháng đầu năm 2022, tác động của dịch bệnh COVID tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội. Tình an ninh trật tự trên địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Song dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp, chương trình kế hoạch, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đường lối đối ngoại của địa phương. Hôm nay, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai một số nhiệm vụ công tác trọng tâm cuối năm 2022. Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên An ninh Điện Biên. Dự hội nghị có đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo đội tham mưu tổng hợp các đơn vị trong toàn lực lượng. 6 tháng đầu năm 2022, Công an Điện Biên đã thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 6 tháng qua, Công an Điện Biên đã vận động 8 hộ 64 người cam kết từ bỏ các loại tà đạo dê sùa, bà cô dợ, Đức Chúa Trời toàn năng. Hoạt động của tội phạm về trật tự xã hội cơ bản được đẩy lùi, hạn chế, chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng và môi trường. Đã phát hiện đấu tranh triệt xóa nhiều đường dây ổ nhóm tội phạm ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia, phá 541 vụ, bắt 618 đối tượng, thu hơn 138 kg heroin, 160 kg ma túy tổng hợp, 0,5 kg thuốc viện, một khẩu súng cùng nhiều tang vật có liên quan. Đã chủ động quyết liệt trong công tác tham mưu triển khai thực hiện đề án 06 đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các phương án về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Làm tốt công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, đã xây dựng hoàn thiện và bàn giao 32 nhà làm việc cho công an Lào tại các cụm bản biên giới, bảo đảm đúng tiến độ, chủ trương của Bộ Công an. Tổ chức thành công hội đàm thường niên với công an các tỉnh Bắc Lào và hội đàm với công an Phổ Nhĩ tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh quan tâm chú trọng. Công tác hậu cần kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu công tác chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương Công an Điện Biên với vai trò nòng cốt trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí đề nghị thời gian tới cần chủ động nắm, dự báo tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những vấn đề phức tạp nảy sinh, nhất là đấu tranh có hiệu quả với các loại tà đạo, các loại tội phạm về ma túy, hình sự, đẩy mạnh công tác phối hợp với các lực lượng, củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở. Tại hội nghị, tập thể phòng an ninh nội địa nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, hai cá nhân được nhận huân chương chiến công hạng 3 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 18 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng. Ngày 2 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ phối hợp với Sở Tài chính Điện Biên kiểm tra tiến độ hỗ trợ làm mới nhà ở cho hộ nghèo tại xã Mường Phăng và Bá Khoang. Trong đợt này, hai hộ nghèo trên địa bàn xã Mường Phăng và Bá Khoang, mỗi hộ được kiểm toán nhà nước khu vực 7 và phụ chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng để làm nhà ở. Tại hai gia đình, đoàn đã kiểm tra tiến độ thi công, đồng thời động viên các gia đình tập trung nguồn lực, lao động, phấn đấu hoàn thiện nhà theo đúng tiến độ để sớm đưa vào sử dụng, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Được biết, 6 tháng đầu năm 2022, qua kênh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ đã có hơn 30 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở, trong đó có 20 ngôi nhà đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây sạt lở nghiêm trọng nhiều hộ dân tại bản Hua Ná, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Cột nhà sàn bị gãy, gia súc gia cầm bị vùi lấp, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày bị ảnh hưởng.
tính mạng con người bị đe dọa nếu không kịp thời di dời và có biện pháp khắc phục. Phản ánh của phóng viên thời sự. Sau những trận mưa liên tiếp trong vài ngày gần đây, một lượng lớn đất trên đồi phía sau nhà của gia đình chị Lò Thị Dương, bản Hua Ná, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên sạt lở, làm sập toàn bộ gian bếp và hư hại nhiều tài sản khác của gia đình. Mưa nhiều quá, thế là tối về thì tôi đang nấu ăn ở đây, ở chỗ bếp này, rồi chồng với con ở đây. Thế là bị ụp một phát, thế là mẹ con mẹ con chạy, không may mà kịp vế đứa cháu, bùn này rớp, bảo cháu không thiệt hại người nhưng mà bị tài sản bị gãy hai cột nhà, với lại khu vực bếp bị nứt hết, giờ đây xong nồi các thứ đều bị đớp ở chỗ đống bùn này hết. Bây giờ gia đình tôi đi nấu ăn tạm ở ngoài sân, chồng tôi cũng ngủ ở ngoài, hai mẹ con tôi thì đi ngủ ở tạm nhà hàng xóm, không dám ngủ ở nhà. Sợ lắm, nhà tôi cũng đứt này, nước tràn vào nhà hết, sợ lắm. Nhà của tôi là bây giờ hiện tại là có 4 chuồng trồng trại, bởi vì mưa to quá bây giờ là nó sạt lở xuống là lấp hết cả cái chuồng con gia súc gia cầm ấy, là chuồng trâu với lại chuồng bò, chuồng lợn chuồng gà. Nên hiện tại thì nó sạt lở quá nhiều, lất đùn ra, mưa to quá. Cả cái này cứu được chỉ có 4 con trâu thôi, là lợn ngan gà, nói chung là hầu như là lấp hết rồi. Dọc theo cung sạt trượt tại bản Hua Ná, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên có 7 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 4 hộ bị ảnh hưởng nặng đến tài sản và có nguy cơ đe dọa tính mạng của các hộ dân. Nếu tiếp tục mưa lớn trong những ngày tới, người dân nơi đây lo lắng tình trạng sạt lở sẽ tiếp tục xảy ra, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của các hộ dân. Sợ sạt nữa thì nó sẽ ảnh hưởng đến nhà tôi sắp ụp xuống thì chẳng biết thế nào, không biết ở chỗ nào. Trước tình trạng mưa lũ gây sạt lở đất tràn vào các hộ dân ở bản Hua Ná, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, chính quyền địa phương cần sớm huy động lực lượng hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng nhanh chóng khắc phục để ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, những ngày gần đây mưa lớn kéo dài đã làm 5 hecta lúa mùa đang đến kỳ thu hoạch của bà con nhân dân xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ bị ngập úng, ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng. Do tiểu vùng khí hậu, lúa đông xuân ở xã Pá Khoang gieo cấy muộn hơn so với các địa phương khác, nên đến thời điểm này mới chuẩn bị cho thu hoạch. Mưa lớn đã làm ngập úng khoảng 5 hecta, một số bản bị thiệt hại nặng, đó là bản Vang, bản Xôm, bản Đông Mệt. Để giảm thiểu thiệt hại, chính quyền xã Pá Khoang đã chỉ đạo bà con nông dân buộc khóm đối với diện tích lúa còn xanh bị ngập úng, đồng thời huy động lực lượng khẩn trương thu hoạch số diện tích lúa đã chín với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, cùng với các địa phương trên cả nước, hơn 500 thí sinh trên địa bàn huyện Mường Ảng sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Xác định rõ tầm quan trọng của kỳ thi, Mường Ảng đã và đang chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đạt kết quả tốt. Là một trong 3 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của huyện, trường trung học phổ thông huyện Mường Ảng đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết cho kỳ thi. Để kỳ thi được diễn ra theo đúng kế hoạch, nhà trường đã tiến hành rà soát, bố trí đủ số phòng thi, phòng làm việc của hội đồng thi và các điều kiện khác theo đúng quy chế thi. Bên cạnh đó, tập trung rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí nhân lực đủ tiêu chuẩn tham gia các khâu, các hoạt động phục vụ công tác thi. Tính đến thời điểm bây giờ, công tác chuẩn bị cho kỳ thi thì cũng nhà trường đã tiến hành xúc tiến đồng bộ. Về cơ sở vật chất thì với phòng thi là 14 phòng chính và 2 phòng dự phòng, 2 phòng chờ, thì nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các cái cơ sở vật chất bên trong phòng thi, bàn ghế, rồi là điện và các cái hệ thống khác phục vụ cho kỳ thi, thì đến bây giờ là cũng đã chuẩn bị tương đối là hoàn chỉnh. Xác định được tầm quan trọng của công tác ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các trường học trên địa bàn huyện đã triển khai kế hoạch ôn tập theo lộ trình cụ thể xuyên suốt cả năm học. Nội dung ôn tập bám sát kiến thức kỹ năng cơ bản nằm trong chuẩn kiến thức chương trình lớp 12, ôn tập theo từng chủ đề, rèn luyện kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm. Đồng thời, đặc biệt quan tâm đến vấn đề phân loại học sinh để có phương pháp dạy học phù hợp hiệu quả.
Nhà trường đã xây dựng cái kế hoạch ôn tập cho các em ngay từ đầu năm và xuyên suốt trong cả một năm học. Và cho đến thời điểm này là bắt đầu giai đoạn ôn nước rút để tập trung cho các em tham dự cái kỳ thi tốt nghiệp năm 2022. Cho đến thời điểm này thì nhà trường đã về cơ bản, cái chương trình ôn tập của các em cũng đã cơ bản. Và cũng các thầy cô cũng bám sát học sinh và sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ các em trong cái thời gian chuẩn bị cho kỳ thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, huyện Mường Ảng có trên 500 thí sinh đăng ký tham gia dự thi. Mọi công tác chuẩn bị khẩn trương, chu đáo đang được triển khai thực hiện sẽ góp phần đảm bảo các điều kiện để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn huyện Mường Ảng diễn ra nghiêm túc và đạt kết quả cao nhất. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Điện Biên đã đón gần 330.000 lượt du khách đến tham quan du lịch, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy hoạt động du lịch của tỉnh đã có những dấu hiệu phục hồi tích cực. Sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, những tháng đầu năm 2022, ngành du lịch của tỉnh đã có những tín hiệu phục hồi tích cực. Cùng với việc kịp thời xây dựng phát triển những sản phẩm du lịch mới để thu hút khách du lịch, tỉnh Điện Biên cũng đã tổ chức thành công hàng loạt sự kiện như lễ hội Hoa Ban, hoàn thành bức tranh panorama, khánh thành đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ. Qua đó đã tạo dấu ấn mạnh mẽ và thu hút khách du lịch đến với Điện Biên. 6 tháng đầu năm, Điện Biên đón gần 330.000 lượt du khách, đạt 43% kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 514 tỷ đồng. Với những dấu hiệu phục hồi tích cực, ngành du lịch tỉnh phấn đấu trong năm 2022 đón trên 780.000 lượt khách du lịch, doanh thu đạt trên 1.350 tỷ đồng. Trở lại với nội dung như đã đề cập ở phần đầu của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian duy trì ổn định, hiện giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang có xu hướng giảm. Theo ghi nhận, giá xuất chuồng lợn hơi hiện dao động từ 48 đến 53.000 đồng trên 1 kg. Giá lợn hơi giảm trong khi chi phí thức ăn chăn nuôi cao khiến nhiều hộ dân gặp khó khăn. Gia đình chị Quảng Thị Hương ở bản Pa Bói, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên vừa xuất chuồng hơn 5 tạ lợn hơi. Với mức giá 53.000 đồng trên 1 kg, gia đình chị thu được trên 26 triệu đồng. Vậy nhưng, theo tính toán của chị Hương, mức thu này đã giảm từ 2 đến 3 triệu so với thời điểm giá lợn hơi ở mức 55 đến 56.000 đồng trên 1 kg. Giá lợn tiếp tục có xu hướng giảm trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao nên gia đình chị không đầu tư tái đàn. Hiện gia đình chỉ tập trung chăn nuôi 7 con lợn giống còn lại. Giá lợn thịt, lợn hơi bây giờ thì nó cũng rẻ so với mọi năm. Nhưng mà bây giờ cám nó đắt, trong quá trình chăn nuôi thì cũng bán thì suất đàn lợn thì cũng không đủ để mà giả tiền cám, tiền tăng trọng cho người ta. Mọi năm thì được giá lợn hơi cao thì mình còn mua thêm ở ngoài về chăn nuôi. Giờ nó quá trình nuôi lợn cũng thức ăn nó đắt quá, không nuôi được. Gia đình ông Trần Xuân Dụ là một trong những hộ chăn nuôi lợn có số lượng lớn ở xã Thanh Sương, huyện Điện Biên. Có thời điểm gia đình ông nuôi khoảng 10 con lợn nái sinh sản và 40 đến 50 con lợn thịt. Tuy nhiên, trong 2 năm liên tiếp, đàn lợn của gia đình ông bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi, khiến cho gia đình bị thua lỗ gần 300 triệu đồng. Bước sang năm 2022, gia đình ông tiếp tục đầu tư tái đàn, nhưng giờ đây giá lợn hơi giảm khiến cho gia đình ông không khỏi lo lắng. Giá thịt thì ngày xưa thì nó cũng có thể là đậm đặc, nó chỉ tầm độ 15 đến 14 cũng có, nhưng mà giá lợn thịt nó lại 50-60 nghìn, cũng có thời gian là qua cái dịch bệnh nó lên đến 70-80 nghìn. Nhưng mà những cái dịp ấy thì gia đình nhà tôi thì lại không nuôi được, vì này, qua quá trình là 2 lần bị dịch tả châu Phi là tôi cũng ngại, tôi cũng nuôi. Thật sự ra là nông dân bây giờ rất là khó khăn trong việc chăn nuôi. Không chỉ giá lợn hơi, hiện giá lợn giống cũng giảm khá mạnh. Theo tìm hiểu thời điểm trước, một con lợn giống được bán ở mức từ 1 đến 1,2 triệu đồng, nay chỉ còn từ 4 đến 500 nghìn đồng trên một con. Giá lợn hơi, lợn giống đồng loạt giảm, trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, dịch tả lợn châu Phi vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, khiến cho nhiều hộ dân không mấy mặn mà với chăn nuôi lợn. Thưa quý vị và các bạn, trong khi giá lợn hơi, lợn giống giảm thì giá thức ăn chăn nuôi vẫn tăng cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bên cạnh đó, hiện nay tình hình dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp, khiến các hộ chăn nuôi đã khó nay càng khó khăn hơn. Xây dựng hệ thống chuồng trại, đầu tư chăn nuôi 7 con lợn nái để xuất bán lợn giống. Tuy nhiên, giờ đây gia đình anh Quảng Văn Thiên, bản Pa Bói, xã Thanh Yên đã phải bán đi 3 con lợn nái.
Ngoài ra, gia đình anh cũng phải bán gần hết số lợn giống đang nuôi để giảm bớt tiền chi phí đầu tư thức ăn. Tôi bán hôm qua là được có 500.000 một con, mà không bán thì không được. Bởi vì cái giá thức ăn cho lợn con là nó 550.000 một bao cơ. Đấy, hai ngày nhà tôi thì cứ hết một bao. Đấy, đâm ra là lợn con thì nó không có giá. Đấy, thì tôi phải bán đi. Đấy, để có nghĩa là để rút cái thức ăn xuống. Đấy, trong một tháng ấy thì nó phải hết tầm độ mấy chục bao ấy, một chục bao cám sứa ấy. Đấy. Nói chung là thức ăn của mình bây giờ nó đắt quá. Đấy, nên bà con là đâm ra là cũng làm ăn rất khó khăn. Theo tìm hiểu, hiện giá các loại thức ăn chăn nuôi tăng cao so với đầu năm 2020. Cụ thể, hiện giá các loại cám sữa của lợn con được bán ở mức 550.000 đồng trên một bao 25 kg. Thức ăn hỗn hợp cho lợn thịt có giá 350.000 đồng trên một bao. Thức ăn cho lợn xuất chuồng có giá từ 340 đến 350.000 đồng trên một bao. Mức giá này tăng từ 50 đến hơn 100.000 đồng trên một bao so với thời điểm đầu năm. Nông dân ở chăn nuôi thì mọi cái thức ăn gia súc này bây giờ nó tăng giá vì là xăng cộ mọi cái nó lên thì nó cũng lên theo. Trước kia thì nó chỉ tầm độ 16-17.000 một cân đậm đặc thôi, nhưng bây giờ nó tầm độ 20-21.000 một cân. Trong nông thôn thì có những cái gọi là ngô cám rồi ấy thì mình trồng ra được, xong rồi cũng nếu thiếu thì mình mua thêm, nhưng mà cái ngô cám bây giờ nó cũng đắt. Không chỉ gặp khó khăn khi giá lợn giảm, giá thức ăn chăn nuôi tăng, người chăn nuôi lợn còn phải đối mặt với rủi ro khi dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại gần 240 hộ chăn nuôi của 29 xã thuộc 6 huyện, thành phố. Số lợn phải tiêu hủy là trên 1.000 con, trọng lượng trên 60 tấn. Hiện đã có 7 xã công bố hết dịch. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao. Bởi trên 98% các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh là chăn nuôi nhỏ lẻ, khó áp dụng các biện pháp an toàn sinh học. Gia đình tôi nuôi lợn thì cũng nuôi nhiều, nhưng mà bây giờ cám bá thì đắt, xong gạo ngô cũng đắt, lợn cũng còn nhiều, nhưng mà dịch bệnh thì cũng rất là lo. Thế bây giờ lo từng ngày một đây. Chi phí đầu vào ngày một tăng, trong khi đầu ra không ổn định, giá cả bấp bênh. Điều này khiến cho người chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Điện Biên rơi vào tình cảnh khó trồng thêm khó. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website dienbientv.vn hoặc kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.